Để móc phần tay, đầu tiên các bạn sẽ sử dụng cho mình len màu trắng ngà để móc. Và hàng đầu tiên các bạn sẽ móc 6 mũi đơn qua vòng tròn ma thuật. Hàng thứ hai các bạn sẽ móc 6 mũi tăng, tổng số mũi hàng 2 là 12. Hàng thứ 3 đến hàng thứ 4, mỗi hàng các bạn sẽ móc 12 mũi đơn. Sau khi kết thúc, ở chân mũi cuối cùng của hàng thứ 4, các bạn sẽ đổi qua cho mình len màu xanh. Và hàng thứ 5, các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi đơn bằng mũi BLO. Tiếp tục, từ hàng 6 đến hàng 10, mỗi hàng các bạn sẽ móc 12 mũi đơn. Ở chân mũi cuối cùng của hàng 10, các bạn sẽ đổi qua cho mình len màu cam. Và hàng 11, các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi đơn.
Các bạn tiếp tục đổi qua cho mình lên màu xanh để móc tiếp. Và hàng 12 các bạn sẽ móc là 12 mũi đơn bằng màu xanh. Ở chân mũi cuối cùng các bạn sẽ đổi qua lên màu cam và các bạn sẽ móc cho mình từ hàng 13 đến hàng 15, mỗi hàng là 12 mũi đơn. Kết thúc, các bạn sẽ chốt sợi và cắt len, chừa cho mình một đoạn len dài để chút nữa mình khâu tay vào thân. Và các bạn nhồi bông cho mình 2/3 cánh tay. Cũng giống như phần thân, ở phần tay mình cũng sẽ khâu trang trí thêm các mũi chữ X ha. Sau khi khâu xong, mình sẽ có họa tiết xen kẽ như thế này. Và bây giờ mình sẽ móc đường viền của tay áo. Các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi đơn tại các cạnh mũi FLO của hàng 4. Mình sẽ viền xung quanh giống như là lúc nãy mình vừa viền thân ha.
Các bạn sẽ móc thêm một cái tay giống như thế này nữa nhé. Các bạn sẽ dùng len màu trắng ngà để mình móc phần đầu. Và hàng đầu tiên, các bạn sẽ móc 8 mũi đơn qua vòng tròn ma thuật. Hàng thứ hai, các bạn sẽ móc 8 mũi tăng, tổng số mũi hàng 2 là 16. Hàng thứ ba các bạn móc là 1 mũi đơn, 1 mũi tăng, lặp lại 8 lần, tổng số mũi hàng 3 là 24. Hàng thứ tư các bạn móc là 3 mũi đơn, 1 mũi tăng, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 4 là 30. Hàng thứ 5 là 4 mũi đơn, 1 mũi tăng, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 5 là 36. Hàng thứ 6 các bạn móc 5 mũi đơn, 1 mũi tăng, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 6 là 42. Hàng thứ 7 các bạn móc là 6 mũi đơn, 1 mũi tăng, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 7 là 48. Hàng thứ 8 các bạn móc là 7 mũi đơn, 1 mũi tăng, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 8 là 54.
Từ hàng 9 đến hàng 10, mỗi hàng các bạn sẽ móc 54 mũi đơn. Hàng 11 các bạn móc 8 mũi đơn, 1 mũi tăng, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 11 là 60. Hàng 12 các bạn móc 60 mũi đơn. Hàng 13 các bạn móc là 9 mũi đơn, 1 mũi tăng, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 13 là 66. Từ hàng 14 đến hàng 19, mỗi hàng các bạn sẽ móc 66 mũi đơn. Hàng 20 các bạn móc là 10 mũi đơn, 1 mũi tăng, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 20 là 72. Hàng 21 các bạn móc 72 mũi đơn. Hàng 22 các bạn móc 10 mũi đơn, 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 22 là 66. Hàng 23 các bạn móc là 9 mũi đơn, 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 23 là 60.
Hàng 24 là 8 mũi đơn, 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 24 là 54. Hàng 25 là 7 mũi đơn, 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 25 là 48. Hàng 26 các bạn móc 6 mũi đơn, 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 26 là 42. Hàng 27 là 5 mũi đơn, 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 27 là 36. Hàng 28 các bạn móc 4 mũi đơn, 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 28 là 30. Kết thúc, các bạn chốt sợi và cắt len, chừa một đoạn len dài để chút nữa chúng ta khâu. Các bạn sẽ gắn mắt cho mình ở giữa hàng 18 đến 19. Hai mắt sẽ cách nhau 11 mũi. Và các bạn sẽ nhồi bông thật chặt phần đầu.